Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Kể thấy mèo biểu hiện yếu chân, chị đưa đến một bệnh viện thú y quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Mèo được tiêm thuốc và chẩn đoán bệnh não nặng, lưu lại bệnh viện điều trị. Sau đó bệnh viện cho biết mèo bị co giật, đột quỵ và nói tiền mua dịch vụ trợ tử cho mèo. Chị đưa mèo về trong tình trạng chết não. Như phía bệnh viện thông tin, tổng chi phí 10 ngày là hết 200 triệu đồng. Thắc mắc về chi phí, bệnh viện thú y cho biết là phí gây tê, phí khởi, khởi mê, phục hồi, chụp CT và phí chuyên gia. That went to the castle, sing of Wiglaf, she took her to an international veterinary hospital in Ho Chi Minh City. The cat was injected with the medication and the diagnosed with the severe brain and stay in the hospital for the treatment. Later, the hospital said the cat has a seizure or stroke and said I need to buy service for the cat and did not angry. Ngoài ra còn một hàng loạt chi phí khác như phí chăm sóc qua đêm là 2,75 triệu đồng một đêm, xét nghiệm máu hơn 4,3 triệu đồng, oxy là 2,2 triệu đồng. Khi chị yêu cầu về bệnh viện gửi email các loại chi phí không phải là hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó chị Mai khiếu nại, yêu cầu bệnh viện cung cấp chi tiết hóa đơn chi phí CT và tên của bệnh viện người thực hiện dịch vụ lề. Nhưng vì bệnh viện không cung cấp và cho biết không phân tích về chi phí. Bác sĩ thú y Lê Hòa, chủ tịch phòng khám thú y huyện Hóc Môn cho biết vấn đề khó khăn mâu thuẫn nếu có với khách hàng thì thường là chi phí. Sau khi điều trị, chủ luôn thắc mắc về chi phí so sánh với các cơ sở khác. Và khi được giải thích, phần lớn khách hàng hiểu nhưng có những trường hợp vẫn còn băn khoăn. Vì thế bên cạnh chuyên môn,